X-37B, máy bay không gian bí ẩn của không quân. X-37B không người lái của không quân Hoa Kỳ đã bay 4 nhiệm vụ bí mật cho đến nay, mang theo trọng tải bí mật qua các chuyến bay dài trên quỹ đạo trái đất. Chiếc xe robot giống như tàu con thoi nổi tiếng của NASA nhưng nhỏ hơn nhiều. X-37B dài khoảng 29 feet, cao 9.5 feet, với sải cánh chỉ chưa đầy 15 feet. Khi ra mắt, nó nặng 11.000 pounds, khả năng di chuyển của X-37B, khu vực chứa hàng hóa dài 7 feet, rộng 4 feet, có kích thước bằng khu vực chở hàng của xe pickup truck. Các mục tiêu chính của X-37B có hai mặt. Các kỹ nghệ tàu vũ trụ có thể tái sử dụng cho tương lai của Mỹ trong không gian và thí nghiệm vận hành có thể quay trở lại. Các thí nghiệm vận hành và vũ trụ có thể quay trở lại và kiểm tra trên trái đất được nêu ra trong một thông tin X-37B của không quân Hoa Kỳ giống như tàu con thoi, máy bay không gian X-37B chạy bằng năng lượng mặt trời phóng thẳng đứng với sự trợ giúp của một hỏa tiễn và bay trở lại trái đất để hạ cánh trên phi đạo. Chiếc máy bay không gian nhỏ bé được thiết kế để hoạt động ở độ cao khác nhau, từ 110 đến 500 dặm. Chương trình X-37B bắt đầu vào năm 1999 với NASA đã chuyển giao dự án cho Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến vào năm 2004 đã hoàn thành phương tiện hạ cánh vào năm 2006 thực hiện một loạt các thử nghiệm khả năng vận chuyển và kiểm tra chuyến bay. Chương trình X-37B hiện được điều hành bởi văn phòng khả năng nhanh của không quân với nhiệm vụ điều khiển các chuyến bay trên quỹ đạo tại phi đội thử nghiệm không gian thứ ba tại căn cứ không quân Shreeper ở Colorado. Bí mật xung quanh X-37B và trọng tải của nó đã làm dấy lên tin đồn rằng x37b có thể là vũ khí không gian có lẽ được giao nhiệm vụ bắt hoặc làm hỏng vệ tinh của các quốc gia khác nhưng máy bay không gian có thể quá nhỏ và không đủ động cơ cho công việc này các chuyên gia nói thay vào đó nhiệm vụ chính của nó có thể là những gì mà các viên chức không quân đã tuyên bố như thử nghiệm các thiết bị phát hiện mới và các kỹ nghệ vệ tinh thế hệ tiếp theo để xem cách chúng hoạt động và giữ vững trong môi trường không gian. Các chuyên gia cho rằng Mỹ đang che giấu nhiệm vụ của X-37B trên không gian vũ trụ vì đó là một loại vũ khí đặc biệt và có khả năng phá hủy vệ tinh nhân tạo. Ngày 17 tháng 5, hỏa tiễn đẩy Atlas V phóng tàu X-37B từ phi trường vũ trụ ở mũi Canaveral, tiểu bang Florida. Đây là lần phóng thứ sáu và là một trong những lần phóng quan trọng nhất của dự án vũ trụ này. Lần này các thí nghiệm được tiến hành nhiều hơn trên con tàu so với các lần trước đó của X-37B, Bộ trưởng Không quân Mỹ Barbara Barrett trả lời tại cuộc họp do Space Foundation tổ chức. Nhìn chung X-37B được coi là một con tàu vũ trụ bí mật nhất hiện nay và có liên quan tới giải thuyết âm mưu của quân đội Hoa Kỳ. Vài năm trước người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos Dmitry Rogozin cho rằng X-37B có thể sẽ trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chúng tôi sẽ tránh mọi tuyên bố công khai, nhưng chúng tôi hiểu rõ điều này có thể xảy ra. Và thật là khủng khiếp nếu nó được đưa vào vũ trụ và có thể phát triển kế hoạch tấn công hủy diệt từ ở trên cao, đại diện Roscosmos cho biết. Theo đó, chính người Mỹ từ lâu đã che giấu nhiệm vụ của X-37B và bây giờ họ cũng sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật. Trước đây thì con tàu này không thuộc bất kỳ dự án quân sự lớn nào. Nhưng cuối những năm 90 thì Boeing và NASA bắt đầu phát triển dự án. Tuy nhiên vì lý do tài chính, dự án được chuyển sang cho các cơ quan nghiên cứu quốc phòng. Trong khuôn khổ chương trình mới, X-37A được chế tạo nhưng chưa một lần bay vào vũ trụ. Đến năm 2006 thì Mỹ cho biết thực hiện dự án mới với tên gọi là X-37B là phương tiện thử nghiệm quỹ đạo. Mục đích chính của chương trình là phát triển kỹ nghệ tái sử dụng. Cho dù X-37B đã thực hiện 5 lần bay và trở về an toàn, 4 lần được phóng bằng hỏa tiễn Alice 5 và 1 lần bằng Falcon 9. Nếu như trong chuyến bay đầu tiên, con tàu ở trên quỹ đạo chỉ có 224 ngày, thì trong lần thứ tư, con tàu đã thiết lập kỷ lục ở trên quỹ đạo 718 ngày. Vậy nhiệm vụ kế tiếp sắp tới của X-37B là gì? Phải nói rằng chính quyền Mỹ chỉ mô tả các nhiệm vụ và mục tiêu mà không nhắc tới vai trò quan trọng của các cuộc thí nghiệm được tiến hành. Mỗi lần phóng là một cột mốc và bước tiến quan trọng trong việc tạo ra, thử nghiệm và phát triển các hệ thống không gian. Tư lệnh lực lượng không gian Mỹ, tướng John Raymond cho biết, trong sứ mệnh mới này thì NASA sẽ nghiên cứu các tác động của bức xạ và các hiện tượng khác lên các mẫu hạt và thực vật dùng làm thực phẩm. Ngũ giấc đài cũng cho biết là hỏa tiễn Falcon Z-8 sẽ đưa con tàu vào vũ trụ. Falcon Z-8 là sản phẩm của Học viện Không quân Mỹ. Dự định X-37B sẽ tiến hành 5 thí nghiệm trong không gian. Mối quan tâm lớn hơn nữa là thí nghiệm riêng sẽ được thực hiện bởi Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Khoa học của Hải quân Mỹ. Đó là thí nghiệm chuyển đổi năng lượng mặt trời thành năng lượng tần số vô tuyến sóng ngắn và khả năng truyền nó về trái đất. Theo ý kiến của các chuyên gia thì chiều hướng nghiên cứu này hứa hẹn những cơ hội tuyệt vời trong tương lai, bao gồm cả lĩnh vực quân sự. Theo ghi nhận của tờ The Drive, thí nghiệm về năng lượng tần số vô tuyến ngắn của X-37B là một kế hoạch lớn. Những kỹ nghệ như vậy sẽ giúp các tàu con thoi không người lái hoặc là vệ tinh hoạt động vô thời hạn. Năm 2019, thì các chuyên gia phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học hải quân Mỹ đã thực hiện một thí nghiệm trên mặt đất. Theo đó, năng lượng lớn tới 2 kW được truyền thành công đến khoảng cách là 300 m Trong các thí nghiệm thực hiện tháng 5 2019, tia laser hồng ngoại tuyến thành công 400 W, năng lượng đến khoảng cách 325 m Giai đoạn đầu tiên của dự án đã hoàn thành một vài năm trước, khi mà năng lượng xuống tàu ngầm còn được truyền bằng dây cáp. Theo tiến sĩ Paul Jaffe, kỹ sư thuộc Phòng Thí nghiệm Khoa học Hải quân Hoa Kỳ kỹ nghệ này sẽ mở ra tương lai mới trong việc sử dụng máy bay không người lái. Nếu như bạn có thể sản xuất chiếc máy bay có thể bay vô hạn, điều này sẽ dẫn đến kết quả nhất định. Chúng ta có thể thực hiện điều đó nhờ sự bức xạ, ông Jeffy cho biết. Tờ The Drive nhấn mạnh, năm 2016 thì Hải quân Mỹ đã nhận được bằng sáng chế cho một hệ thống được phát minh bởi Jeffy. Tuy nhiên sẽ không hoàn toàn đúng nếu gọi Jeffy là người tiên phong Tư lệnh không gian Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm tia laser như nguồn năng lực cho máy bay không người lái hạng nhẹ từ những năm 1980. Khi đó thì quân đội đã tạo ra một thiết bị hình nón nhỏ chạy bằng chùm tia laser. Tuy nhiên, những kỹ nghệ cải tiến mới có thể được áp dụng cả với những thiết bị bay lớn. Cũng cần nói thêm là theo thông báo báo chí từ trang web Navy.mil, một trang web chính thức của Hải quân Hoa Kỳ, kỹ nghệ này được chấp nhận và sử dụng trong thủy quân lục chiến, lực lượng mặt đất và không quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thí nghiệm của phòng nghiên cứu khoa học Hải quân Mỹ không đưa ra bức tranh đầy đủ về mục đích và nhiệm vụ của con tàu vũ trụ này. Các chuyên gia trước đây cho rằng sử dụng X-37B để chuyển hàng vào quỹ đạo là không có lợi về mặt kinh tế, bởi vì có nhiều phương pháp vận chuyển đơn giản hơn và cũng có những cách khác để tiến hành thí nghiệm trên quỹ đạo. Vì thế như đã lưu ý phía trên, những giải thuyết khác về nhiệm vụ của X-37B từ năm 2016, trang web space.com phỏng vấn các chuyên gia Mỹ về chủ đề này. Nhiều người trong số họ đồng ý rằng tàu vũ trụ là nguyên mẫu của một máy bay đánh chặn, có thể phá hủy những vệ tinh nhân tạo. Như vậy, mục tiêu trực tiếp của các vụ phóng được có vẻ như là để chứng minh phương pháp khả thi về mặt kinh tế hơn là sử dụng máy bay đánh chặn. Năm 2019, nhà thiên văn học hà lan rau vandever đã chụp được bức ảnh một tàu vũ trụ trong đó nó đang thực hiện nhiệm vụ trên không gian tuy nhiên không có một bức hình nào hay một thông tin nào về các thí nghiệm có thể giải thích nhiệm vụ thật sự của x37b có lẽ những thông tin mới sẽ có sau khi con tàu vũ trụ này quay trở về trái đất